ngày xuân xin dâng lên cha đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên cha tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng heo hắt lúc mưa xa, ôi giờ này đã qua. Dâng trời ngàn ước mơ nồng nàn, dâng tràn đầy giữa mùa xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn. Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian dâng trong tay cha với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát nguồn hương, có ngày đầy gió sương. Trời siêu bước đi miệt mài, êm đềm nhịp xuân ngày mai. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn. Ngày xuân xin dâng lên cha, lúa đang mùa mầm non sắp trổ. Bàn tay chung xây muôn nơi, ước mong cuộc đời thắm tươi. Nguyện Chúa kết trai Chúa đơm hoa, cho người hòa tiếng ca. Trời gọi nắng xa về gần, gian trần nồng ấm tình xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn. Thiết tha lời yêu mến tạ đến tùy đây những câu
Thưa đồng hương, là cha linh hướng của chúng ta hiện nay là cha
xe với tất cả gặp đồng tên. Dù đường xa nhưng mọi người rất vui vì được tận chứng kiến những sở của cha lên tướng. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, ban đại diện đường hương đã gặp gỡ được cha An Phong khi ngài vào Sài Gòn công tác. Con cũng xin thưa là những lần đức cha vào trong Sài Gòn khi được nghe tin, ban đại diện cũng như một số bà con được thăm viếng ngài. Ngài rất là vui. Ngày 10 tháng Giêng năm 2024, ban đại diện đồng hương đã tham dự thánh lễ của ban tang cha cố Phêrô với ban mắt tại nhà thờ Tân Hiệp. Thánh lễ được tiến hành trang trọng do đức cha Phêrô giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ lễ. Và theo công lễ trước Tết, con và vị trưởng ban đại diện đã đi thăm bà cố đức cha Phêrô. Con cũng xin thưa là bà cố năm nay mới 99 năm, nhưng bà cố rất tin tưởng. Dù không đi lại như trước đây, nhưng luôn nhắc nhớ đến đầu tư và rất vui khi gặp ban đại diện đầu tư. Và đó cũng là tâm tình của bà cố cha Phan Phú. Cha Phan Phú thì đã mất cách đây vài năm. Bà cố rất thân tình, vui vẻ và thân thiện sinh hoạt đầu tư. Chúng con cũng được ông bà cố cha An Phong thắng tại giáo xứ Đông Quan khi mà chúng con đã đến thăm các ngài, được tiếp đón niềm nở và trò chuyện thân tình. Trên đây là sự báo cáo hoạt động của ban đại diện đầu tư Đà Nẵng. Con biết với địa bàn rộng lớn và có thể có một số thông tin chưa đến với ban đại diện, vậy xin quý đồng hương thông cảm. Và nếu có chuyện vui, chuyện buồn, xin báo ngay cho ban đại diện các khu và ông Khánh. Anh Khánh hiện nay là trưởng ban đại diện của đầu tư Đà Nẵng Việt Nam. Số điện thoại của anh Khánh đã ghi ở trong thiệp mời, xin phép bà cho chúng ta lưu lại vì lợi chúng ta. Đặc biệt, con xin thưa là năm nay cũng là kỷ niệm 70 năm biến cố 1954, cách biên người làng Rùa di cư vào Việt Nam sinh sống. Một dấu mốc rất đặc biệt về mặt lịch sử cũng như sau. Chúng ta tạ ơn Chúa và tri ân đến quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ và tất cả quý ông bà nhiều thế hệ đã dày công đức đặng tư quan đồng hương đạt giả đạt Việt Nam và những thành quả quý giá mà đồng hương rất tự hào là quê hương đạt giả có hai đức giám mục, đó là đức giám mục Phêrô và đức giám mục An Phong, nhiều linh mục tu sĩ và nhiều ông bà anh chị em khác trong một số linh mục mà còn chưa liệt kê hết được. Xin tạ ơn Chúa vì tất cả những điều đó. Đến đây con xin phép kết lại phần báo cáo sinh hoạt. Xin chân thành cảm ơn quý cha và quý đồng hương đã lắng nghe. Thank you.
thân tình kính nhớ và tri ân những bậc tiền nhân. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài để các thế hệ mai sau luôn nhắc nhớ rằng di sản của các ngài chính là lòng yêu mến và kính sợ Thiên Chúa và thương yêu nhau. Trong niềm vui của ngày đầu năm Giáp Thìn, chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa kính chúc và thánh hóa hầu chúng ta được giống như các bậc tiền bối mãi mãi trung tín với Thiên Chúa. Kính mời các bạn. Thank you.
theo truyền thống hết sức tốt đẹp của đất nước đã tặng chúng ta. Mỗi năm chúng ta dành một ngày chúng mình gọi là gặp gỡ đầu xuân. Trong cuộc gặp gỡ chúng ta dâng lên tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ của mình, cũng như cầu nguyện cho những người trong đời đã thương đã ra đi trước chúng ta. Bằng lời trong lễ gặp gỡ đầu xuân đây, tất cả chúng ta có một dịp gặp nhau, thăm hỏi nhau, vì cuộc sống của em nhiều người ở xa ít thì chúng ta không thể gặp gỡ nhau. Cùng với sự gặp gỡ đây, chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người đang nhận diện ở đây và cầu nguyện cho nhiều ông bà anh chị em và bạn hoặc là đang sinh sống ở nước ngoài. Dù ở đâu đi nữa, chúng ta thành viên đồng hương đàn gia. Vì vậy, anh chị em, sáng nay chúng ta quy tụ trong ngôi đền và đất đẹp này để dân tín lễ đồng lòng kính nhớ cầu nguyện ông bà và xin đất bình an cho mọi gia đình trong dân này. Giờ đây chúng ta đã đặt mình chân nhang lên Chúa, kiên cố nhìn nhận cầu nguyện yêu xót của mình. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta sinh ra thứ hạnh. Tôi luôn nhận cầu nguyện Chúa toàn thank you.
Chúng con cầu xin nhận Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài hằng sống và hiện trú cùng Chúa trong sự thập nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúng ta ca tụng các bậc cha ông chúng ta đã sống qua các thời đại. Lời Chúa trong sách Phúc Ca. Chúng ta đang ca tụng các bậc cha ông chúng ta đã sống qua các thời đại. Các ngài là người nhân hậu, công đức các ngài không chỉ ở bề mặt. Các ngài sống mãi trong lòng con các ngài. Ra khỏi quý mẫu các ngài để lại là muôn cho đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài con cháu thưa anh em, kẻ đã có những lời chắc chắn
những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái thất vọng, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng các nguyên năng và sự dạy theo thần ý hướng dẫn. Anh em đi dùng mọi người và mọi người quan nào, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh, nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là bây giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: người hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào quyền của cha mẹ sự tử. Còn các ông lại bảo: ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là để phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha thờ mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà bị bỏ lời Thiên Chúa. Đó là để chuẩn bị bước sang một năm mới, thì con tin rằng điều mà mỗi người trong gia đình chúng ta đều muốn chuẩn bị cho khang trang, cho cương tâm, đây chính là bàn thờ tổ tiên. Và trên bàn thờ tổ tiên này chắc chắn không thể thiếu, đó chính là bánh chiên, bánh dày. Và chúng ta không còn nhớ câu chuyện về sự tích bánh chiên và bánh dày. Nơi vị hoàng tử đang nghe của vị hoàng tử không có nhiều tài sản, nhưng muốn thể hiện sự thảo hiếu của mình với vua cha, thì qua cái hình ảnh của bánh chiên và bánh dày, vị hoàng tử ấy nói lên tình thảo kính cha mẹ như là trời cao và đất dày. Chính trong thảo hiếu mà người dân tộc miền Nam của chúng ta đã giữ lấy truyền thống ấy để rồi bánh chiên và bánh dày trở thành lễ tiến lên ông bà tổ tiên trong những ngày giao lưu. Và truyền thống ấy vẫn còn tiếp nối mãi cho đến đời con cháu tổ tiên dân tộc Việt Nam, khi mà với biết bao nhiêu con ca dao tụng đường nói lên sự thảo hiếu. Trời cho cảnh đẹp đầy đồng, xứ nào xứ lấy trong lòng vui nhân, một mai gặp lúa mang về, thờ cha kính mẹ nhiều.
chủ yếu nó trở thành truyền thống và là nét văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Để rồi, chữ yếu là chữ đổi đời, là vai nhân văn, là ơn ơn tình. Chữ yếu là chữ tâm can, là sinh, là ấm, là sinh dưỡng tạo. Chữ yếu là chữ đổi đời, bởi vì chúng ta thờ chữ yếu là vai gánh vác là cô ấm tình, bởi vì cô cháu mang gánh vác ông bà tổ tiên của mình trên đôi vai của mình, bởi vì đó mới là bậc đáng kính, là cô ấm tình bởi vì không chỉ nuôi dưỡng ông bà tổ tiên bằng những con ngâm ngô, nhưng còn là lời thăm hỏi, là con chúc lành chúc phúc, là con thương tình thương mến. Và chữ yếu càng là chữ tâm can, bởi vì thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người trong chúng ta đều là hình mẫu của ông bà cha mẹ, là những người đã cho chúng ta sinh và hiện nay, là những người đã dịu dưỡng chúng ta thành người. Và đối với chúng ta, những người công giáo, giáo hội mời gọi chúng ta nhìn xa hơn cái chữ yếu, không chỉ dừng lại là chữ yếu của dân tộc, chứ còn là điều trăm của Thiên Chúa dành cho mọi người. Bài đọc này các follow trình bày cho chúng ta thấy, hãy tôn kính ông bà cha mẹ bằng sự theo ý muốn của Thiên Chúa, theo điều răn của Thiên Chúa. Và điều răn của Thiên Chúa chính là 10 điều răn ấy, với 3 điều luân về Thiên Chúa và những điều còn lại khởi đầu bằng thả kính ông bà cha. Hay chính như trong bài bản văn tiếp mừng ngày hôm nay, khi tranh luận với những người biện sĩ sĩ và Pharisee, Chúa Giêsu cũng nói rằng: người hiện thờ cha kính mẹ, kẻ nào hiện thờ cha mẹ thì phải bị xử tử. Đó là giới răn của Thiên Chúa. Và giới răn ấy nơi con người của Đức Giêsu, giới răn ấy được viện toàn, được kỳ toàn. Bởi vì những gì không có để chấp cha mẹ đều là lễ phẩm dân Chúa, không phải thờ chỉ mẹ. Đó là sự sai lạc, đó là sự phân tệ giữa việc thờ kính Thiên Chúa và thảo luận với cha mẹ. Nhưng người Đức Giêsu, Ngài đã hoàn toàn đã kỳ toàn chữ yếu nơi chính con người và cuộc đời của Ngài. Nơi chính Đức Giêsu giờ đây chữ yếu không còn là chữ của con người, nhưng trở thành là điều răn của Thiên Chúa. Bởi nơi chính Đức Giêsu, Ngài là sự trọn vẹn khi chính Ngài hảo hiến thờ kính Chúa Cha, đổi Chúa Cha trên đầu đến và thi hành điều Chúa Cha muốn. Ngài dùng chính mạng sống của mình để thực thi ý Cha. Và nơi thập giá, Đức Giêsu cất lên hai tiếng ăn ba: Cha Cha ơi là Thiên Chúa của con, Cha ơi cũng là Thiên Chúa của loài người. Chính Đức Giêsu đã kỳ toàn chữ yếu, và chính Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy một bài học của chữ yếu khi luôn luôn thả kính đối với Chúa Cha và thuận hòa với anh em, hiến thảo và hiến phục. Hiếu thảo với Chúa Cha và hiếu phục với anh em khi chính Ngài trở thành đích chất cho tình yêu, hương sinh rửa chân cho anh em của mình, mang lấy trên mình những thương tích, những bệnh tật để làm cho anh chị em, cho mọi người được chữa lành. Để rồi ngày hôm nay, những người con của làng đèn đèn chúng ta, chúng ta quy tụ nơi thánh đường, chúng ta quy tụ nơi thánh lễ, quy tụ để thờ kính Thiên Chúa và thảo hiến ông bà tổ tiên.
chúng ta được thừa hưởng nơi ông bà tổ tiên của đại đàn nhà. Một đức tin vào Thiên Chúa là Cha. Và trong đức tin ấy trải qua suốt dòng lịch sử, khởi đi từ lúc lập làng cho đến những biến cố của dòng lịch sử khi phải di cư vào Nam. Chúng ta phải thả kinh Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa, giữ vững đức tin. Và những gì chúng ta giữ vững đức tin ấy cũng là lời chúc phúc từ Thiên Chúa dành cho từng người con đàn nhà. Khi mà mỗi năm chúng ta quy tụ lại để nói lên sự thảo thân với Thiên Chúa và cũng là sự thảo hiếu với ông bà tổ tiên. Chỉ trong sự thảo hiếu ấy mà chúng ta nhận được lời chúc phúc. Khi sư Quốc Ca đã trình bày, chúng ta ca tụng những vị tiền nhân, các bậc cha của chúng ta đã sống qua các thời đại. Các ngài là những người nhân hậu, công đức các ngài không chịu và quên lãng. Các ngài sống mãi trong dòng dõi các ngài, gian tài quý báu các ngài để lại là hiện trạng đàn con. Nhìn thấy con cháu ngày hôm nay quy tụ trong nơi đây thật đông đảo, cả những người hiện diện và những người không hiện diện vì lý do này, lý do khác, xa cách về mặt địa lý, xa cách về những ngăn trở của các cuộc, thì tất cả những lạc đàn trẻ chúng ta là gia tài quý báu của ông bà tổ tiên để lại. Và có được điểm này, chúng ta phải tạ ơn Chúa, chúng ta phải chi ân ông bà tổ tiên. Để rồi đến đây hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Chúa đã ban cho lạc đàn trẻ chúng ta biết bao nhiêu ân lành, học ơn đức tin, học ơn về sức mạnh, học ơn về sự bình an, học ơn về vô ngại trong tâm. Rồi chúng ta cũng xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên trong lời cầu nguyện, nhớ đến ông bà tổ tiên mỗi khi chúng ta mọc mặt nhau để thờ kính Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa một năm khi quy tụ con cháu lại nhà nhà, xin Thiên Chúa luôn đồng hành chúc lành và chúc phúc để một đường cho chúng ta được người nhà ân đức của tổ tiên cùng nhau thờ phụng Thiên Chúa và kính mến tổ tiên. Xin cho mọi con cái biết đáp lại công ơn trời của mẹ cha.
Anh chị em cầu nguyện để ý của tôi là em xin em được biết Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Xin Chúa làm thế thế với thế gian để ta cùng công nguyện dân Chúa và người cho chúng ta cùng hoàn thế hội thần người. Lạy Chúa, Chúa con đi tới Chúa để làm đầu xuân. Cúi xin Chúa
Thank you.
Chúng con cũng xin cảm ơn cha Nam Mô chánh xứ Đồng Hương đã kết quả cũng như ba đường giáo sư đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi trong tổ chức thánh lễ thật chú đáo. Xin cảm ơn anh chị em trong các đoàn Đồng Hương đã thu xếp cuộc thời gian để làm việc và giúp thánh lễ này bước sang. Xin cảm ơn quý vị đại diện các khu đã cùng cộng tác để cùng nhau tổ chức thánh lễ kính nhớ tổ tiên Đồng Hương trang trọng. Và trong khi tổ chức thánh lễ sẽ không tránh khỏi những sơ sót thiếu sót, chúng con xin quý cha quý cha quý trụ sĩ và toàn Đồng Hương thưa trong trước khi đến lời con xin kính gửi quý cha quý cha quý trụ sĩ cùng tất cả quý phụ quyên quả các anh chị em cùng các con cháu lập chúc một năm mới gia đình tốt đẹp dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui cho mỗi gia đình chúng tôi, niềm hy vọng của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý cha. Sau đây nhân làm lần thứ chúng con xin liên hệ với cha Phêrô, cha yêu thương anh luôn và quý cha Đồng Hương những bó hoa tươi thắm biểu một lòng yêu mến.
rồi những sĩ nhân cũng biết đến Đức Giả Phong Đình Hải để biết tin đến chúng ta hôm nay. Thế nhưng mà rất là tốt có cha anh biết tin ở đây, cho nên bây giờ chúng ta có đây mà cho cha Đức Giả Phong. Cách đây không lâu Thank you.
xuân về muôn nơi trên khắp phố phường, từng đàn chim líu lo đón chào. Hoa đào nở tươi rực hồng lối xóm, nắng tưng bừng chào đón xuân về. Xuân về ăn vui ngàn câu chúc mừng, cùng tung hô Chúa xuân muôn đời. Muôn người chân thế cùng nhau hoan khúc trong huy hoàng mừng Chúa xuân về. Xin dâng lên Chúa muôn ngàn lời ca, xin dâng lên Chúa muôn ngàn ý thơ, thêm rộn ràng mùa xuân tươi mới. Cất vang câu ca cảm tạ Chúa xuân cho bao yêu thương như tràn muôn nơi, xuân an bình rộn ràng khắp nơi. Xuân về an vui ngàn câu chúc mừng, cùng tung hô Chúa xuân muôn đời. Muôn người trên thế cùng nhau hoan khúc trong huy hoàng mừng Chúa xuân về. Trong niềm hân hoan đoàn con đón mừng, cùng về đây dâng lên Chúa trời. Muôn cành mai tươi cùng khoe sắc thắm, xuân an bình về khắp muôn nơi. Xin dâng lên Chúa muôn ngàn lời ca, xin dâng lên Chúa muôn ngàn ý thơ, thêm rộn ràng mùa xuân tươi mới. Cất vang câu ca cảm tạ Chúa xuân cho bao yêu thương như tràn muôn nơi, xuân an bình rộn ràng khắp nơi. Xin dâng lên Chúa muôn ngàn lời ca, xin dâng lên Chúa muôn ngàn ý thơ, thêm rộn ràng mùa xuân tươi mới. Cất vang câu ca cảm tạ Chúa xuân cho bao yêu thương như tràn muôn nơi, xuân an bình rộn ràng khắp nơi. Trong cuộc đời mùa xuân đã đến, trong lòng mọi người vui đón xuân sang đẹp tươi. Nhịp lên ca khúc yêu thương cuộc đời, một mùa xuân mới Chúa ban cho đời đời tô thắm lại tình người. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Dù bao nhiêu nỗi đắng cay cuộc đời, thì mùa xuân đến xóa tan muôn phiền, mong bước tương lai đẹp hơn. Nguyện xin Thiên Chúa, Chúa xuân ngàn đời, Ngài đem ơn phúc đến cho muôn nhà để xuân thắm nồng tình thương. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. We'll be right back.
niềm vui trong Chúa, Chúa xuân ngàn đời, niềm vui tô thắm ước mơ cho đời đang muốn vươn lên từ đây. Này con dâng Chúa ước mơ ngày mai còn đẹp tươi mãi, dẫu bao ưu hoài đời con vẫn chọn tin Ngài. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Chúa đã cho một năm qua đi trong bình an với biết bao là ơn lành. Hát khúc ca tạ ơn xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày đầu năm. Sum họp gia đình ngày đầu xuân ta mừng nhau tuổi mới, cầu mong ân an lành, cầu mong sống chân thành, người người biết thương yêu. Vui xuân cùng nhau ta ca hát, vui xuân ta tấu khúc tri ân, cảm tạ tình Chúa ban cho đời. Mừng ngày đầu năm ta vui cười, cuộc đời bao thắm tươi. Ngày đầu xuân ta sum họp bạn bè, ngày đầu xuân ta mừng nhau đôi mới, cầu mong nên duyên tình, cầu mong sống thuận hòa, gia đình biết thương yêu. Vui xuân cùng nhau ta ca hát, vui xuân ta tấu khúc tri ân, cảm tạ tổ tiên cha mẹ hiền. Mừng ngày đầu năm ta quay về, họp đoàn bao sướng vui. Chân thành, người người biết thương yêu. Vui xuân cùng nhau ta ca hát, vui xuân ta tấu khúc tri ân, cảm tạ tình Chúa ban cho đời. Mừng ngày đầu năm ta vui cười, cuộc đời bao thắm tươi. Vui xuân cùng nhau ta ca hát, vui xuân
ơn vui xuân ta tấu khúc tri ân cảm tạ tổ tiên cha mẹ hiền mừng ngày đầu năm ta quay về họp đoàn báo sướng vui cảm tạ tình Chúa ban cho đời mừng ngày đầu năm ta vui cười cuộc đời bao thắm tươi cuộc đời bao thắm tươi cuộc đời bao thắm tươi. Xuân về nào ta hãy đến thắp lên ngọn nến nguyện cầu bình an mừng Chúa xuân sang Chúa đem bình an xuống cho trần gian vang câu phước lành đổ tràn phúc ân vào lòng chúng nhân xuân về nơi nơi muôn hoa xinh tươi Chúa xuân đã về xuân về tươi sinh bên Chúa uy linh khắp mọi gia đình đón mừng xuân mới hoan ca reo vui Chúa xuân đã về canh thiệp đầu năm vang câu chúc xuân đón mừng xuân mới xuân về nơi nơi muôn hoa xinh tươi Chúa xuân đã về ta cầm tay nhau mang bao yêu thương chúc nhau bình an đón mừng xuân mới hoan ca reo vui Chúa xuân đã về bên vòng tay cha yêu thương bao la mừng Chúa xuân đã về Chúa xuân về nào ta hãy đến thắp lên niềm tin trọn tình yêu thương mừng Chúa xuân sang Chúa đem bình an xuống cho trần gian vang câu phước lành đổ tràn phúc ân vào lòng chúng nhân xuân về nơi nơi muôn hoa xinh tươi Chúa xuân đã về xuân về tươi sinh bên Chúa uy linh khắp mọi gia đình đón mừng xuân mới hoan ca reo vui Chúa xuân đã về canh thiệp đầu năm vang câu chúc xuân đón mừng xuân mới
xuân về nơi nơi, muôn hoa xinh tươi, Chúa xuân đã về. Ta cầm tay nhau mang bao yêu thương, chúc nhau bình an. Đón mừng xuân mới, hoan ca reo vui, Chúa xuân đã về. Bên vòng tay cha yêu thương bao la, mừng Chúa xuân đã về. Bên vòng tay cha yêu thương bao la, mừng Chúa xuân đã về. Bên vòng tay cha yêu thương bao la, mừng Chúa xuân đã về.